tụi con làm việc á, tụi con bán hàng đồ này kia khác nọ, có một cái áp lực hai vợ chồng là cãi nhau mà gần như là muốn tiến tới là gọi là ly dị luôn. Nhưng mà khi gọi về cho mẹ và tâm sự với mẹ thì mẹ mới giải thích hồi xưa ba mẹ làm lụng, ba mẹ cũng rất khổ rất là nhiều, nên là cái này chỉ là mới một bước đầu, bước mặt vào kinh doanh thôi. Đó là mẹ rất là tâm lý. Sinh đứa đào đó là sinh ra. Giờ chúng ta sẽ gặp gỡ mẹ chồng nàng dâu. Mẹ chồng Trần Thị Cúc đến từ Quảng Ngãi. Cô chào cô. Cô chào con. Dạ. Cô chào cho Huyền Linh. Dạ. Cô rất thích chương trình của các con. Cô hai cô liên tục. Dạ, dạ cảm ơn cô. Cô là Quảng Ngãi, cô làm công việc gì cô? Cô làm nông. Cô làm nông hả? Ruộng, he, bò. Làm ruộng, nuôi heo, nuôi bò. Mấy heo, mấy bò cô? Bò heo nái. Và bây giờ là bò bò. Quá dữ luôn. Cô có mấy người con? Cô ba đứa. Thằng đây là Út Cận, thằng đầu cũng ở Sài Gòn, cũng là hai trai một gái cô hả? Một gái. Rồi, xin chào nàng dâu. Dạ, xin chào chú Huyền Linh và chị Lê Lộc. Dạ, chào chị. Em là Châu Thị Huyền Danh. Hiện tại thì em đang buôn bán ở số 14 Nguyễn Nhân Linh, phường Tân Thuận Tây, quận 7. Em bán lẩu gà nồi. Có dịp thì mời chú Huyền Linh với chị Lê Lộc đến ủng hộ quán em. Đúng luôn rồi đó, đúng hệ luôn. Chúc đặt ăn cơm luôn. Chú có nhu cầu thì cứ gọi cho con. Mình làm dâu được mấy năm rồi con? Dạ 8 năm ạ. 8 năm rồi. Dạ. Mấy cháu? Dạ có hai bé. Chị có nhớ được là cái lần đầu tiên khi mà chị gặp mẹ chồng chị đó, có điều gì để lại ấn tượng với chị không? Có. Em là em quen ảnh cũng được mấy tháng trời, mà nghe nói là ảnh quen biết bao nhiêu người, là đưa lên nhà là ba mẹ không chịu, rồi anh chị không chịu, nên là mình cũng nôn. Mà với lại là ảnh là ảnh lớn hơn mình gọi là 10 tuổi đó, cho nên là ba mẹ con là sợ là ảnh đã có vợ ngoài quê rồi, còn mình dạng mới lớn lên nên mình sợ là kiểu như mình phá gia đình đồ này kia vậy đó. Xong ba mẹ con cũng hối thúc để mà đi gặp mặt mẹ, rồi cũng nghe nói là ảnh cũng có người yêu, rồi cũng dắt tới nhà, cũng ba bốn cô cũng làm y tá bác sĩ hay là làm cái gì đó cũng ngon lành ngon cơm hơn mình mà. Nhưng mà sao không chịu, xin phép ảnh là để về gặp gia đình. Bắt đầu ảnh kêu là em muốn như vậy thì bây giờ em phải về nhà anh chị. Tại vì mình nghe là anh đồ cũng khó mà. Tại vì mình nghe là ba bốn cô rồi không có chịu, nên bắt đầu là mình mới súng xến áo quần, kiểu như mình mặc đồ đồ cũng đàng hoàng lịch sự. Xong rồi vô thì gặp chị dâu, mà nhìn chị dâu thân thiện lắm, chị dâu nói chuyện vui vệ lắm. Lúc mà mình đi vệ sinh á, mình đi toilet á, là bắt đầu là nghe chị dâu nói chuyện với mẹ là trong điện thoại á, nói là cô này ok được đó mẹ, được đó mẹ, là bắt đầu là mình thấy mình được trăm điểm rồi đó. Nó quen giảng gì là sau, nói chung cũng tính tình sâu đó, gia đình cũng ưng cái chừng mà nó quen mấy đứa đó, biết nó giảng gì nó kêu giảng gì rồi không ưng sâu. Không giảng mà má cứ kêu thôi không giảng gì anh chị cô thấy được là má được. Biết đâu anh chê thôi, tại cái hàm đâu tùy theo chứ sao chê chừng mà nó giảng gì anh tê đó. Dạ. Ở trong này đó, bữa giảng gì đó cô với điện hố sô con nhây được không, ok đó má. Là kêu dao nó kêu nó dùng là nó kêu ok đó má, được đó, không thấy mệt mà với ok là thấy con dao nó chấm được là mình được không đó. Rồi con quyết định là ngày mùng 5 tháng 5, lúc đó là Tết Đoan Ngọ. Dạ. Trong đầu mình có một cái suy nghĩ hay là mẹ khó hay là sao hay là như thế nào. Thì thường thường á, con có một bà chị là gọi là cũng lấy chồng Quảng Ngãi đó, xong chị nói là trời ơi mẹ chồng Quảng Ngãi khó lắm em ơi, là sáng là em phải dậy sớm làm chuyện A chuyện B chuyện C, rồi tối lại là em phải ABC này kia khác nọ đó. Xong rồi cái bắt đầu con liên tưởng và con suy nghĩ, con nghĩ là chắc khó đó. Nhưng mà không ngờ là khi mà vừa đến nhà mẹ và vừa gặp mẹ thì nhìn mẹ rất là lam lũ và nhìn mẹ rất là dễ thương, kiểu như có một cái tình cảm nào đó giống như là mẹ của mình vậy đó, tại vì mẹ của con cũng rất là lam lũ. Nhìn cô đúng là thấy hiệp phúc hậu hiền hậu. Bây giờ lần đầu tiên á, cô gặp con dâu nè, cô ấn tượng, cô thương nó điều gì nhất? Thương là cái tính tình con người cũng hiền từ, rồi về cũng biết lễ phép rồi ấy đó. Cô Nguyễn là con, cô ưng là cô ưng thơ. Nhưng mà cô thấy nó dễ thương đúng không? À, dễ thương, hiền lành đúng hiền không? Lành. Nó hiền thiệt không? Hiền thiệt. Nói chung mẹ con tám năm mà chưa có tiếng gì hết. Dạ. Khi mà mẹ của chị á, là biết á, là ảnh á, là lớn hơn chị tới 10 tuổi, sợ là ảnh đã có gia đình hay là gì đó,
Cho nên là mình muốn tìm hiểu kỹ hơn. Đó là một hai nặng nặng là bắt ảnh dẫn về quê. Tại vì chỉ có dẫn về quê thì mình mới tìm hiểu, mình mới để ý coi thử ảnh có gia đình hay không thôi. Đó, lúc mà anh ở quê á, là mình phải gọi điện, là mình canh, là mình gọi điện lúc nửa đêm. Tại vì mình chắc chắn là ví dụ như lúc nửa đêm mà đang nằm với vợ là sẽ không bao giờ bắt máy. Nhưng mà khi mà gọi điện á, thì nghe tiếng của mẹ. Đó là mẹ bắt máy, mẹ alo, mình kiếp chết, có vợ rồi sao á. Nhưng mà khi mà mình nghe lại một lần nữa thì ảnh mới nói đó là mẹ của ảnh, là mình vẫn chưa có tin lắm đâu. Nhưng mà khi mà mình nói vậy thôi thì nếu như mà anh không có vợ thì bây giờ cho xin về nhà anh đi. Về thì về. Rồi bắt đầu ngày năm, mùng 5 tháng 5 Tết Đoan Ngọ, về ngồi quê để gặp mẹ. Để về quê là mình cũng dòm trên xuống dưới dùm dữ lắm á. Về mình ra mắt mẹ, thấy mẹ hiền lành, rồi mẹ rất là lam lũ đồ này kia. Rồi nghe cái chất giọng của mẹ là lúc đó là mình mới tin. Nhưng mà tin sơ sơ thôi, tin một phần thôi. Nhưng mà mình ở lại một đêm đó rồi bắt đầu mình dồn xung quanh đồ này kia khác nọ. Rồi mình mới là chắc chắn là anh chưa có vợ. Là lúc đó mình mới bắt đầu tiến tới hôn nhân với anh. Tại vì cái hình của trong cái má đó là của đứa cha kia bằng chú đó, là nó giống chú ghê lắm. Cho nên là bà mẹ của con anh ông anh đầu đó là cứ nói là nó có con, chứ tại sao nó có cái hình giống y nó mà cái hồi chưa có vợ nữa rồi đương sợ nữa. Mà trong khi đó lúc đó là chị nhận lời quen ổng là ngày 14 tháng 2 là trúng ngày lễ Valentine. Lúc đó là ảnh vô nhà mình, mà ảnh vô nhà mình thì mẹ thấy trong ba lô ảnh có chả bánh tét, bánh ít đồ này kia khác nọ đồ gì đó, lại cứ nghĩ là ảnh có vợ đem vô cho vợ con ảnh đó. Lúc mà mới gặp đầu tiên thấy dễ thương nè, hiền lành, nhưng mà khi về làm dâu á thì nó có thay đổi không hay là không? Cũng bình thường vậy, cũng trong thường. Nhà là hơi con dao một đơn gứa, tới từ gì là y như trong nhà, chị em ruột với nhau thôi. Cô họp điều gì của con dâu này? Sợ vô ăn uống lồm lụng cái gì, còn dâu cũng anh di lanh lại giống như mẹ chồng vậy. Thế dù mẹ chồng muốn lồm cái gì là cũng tò mò theo, hổ là lồm theo. Như cái năm dịch đó, là dìu nó ở cái bom thấn gì đó. Mà cô đi lồm đó, cứ nàng nảy mát cho con đi lồm, cứ đi lồm cho họ lấy tiền đó. Thì cô cũng hứa cho đi lồm, mà cô thấy một bữa mệt quá mà. Thôi mưa con ở nhà đi chứ con đi lồm mệt quá rồi, theo họ không kịp rồi họ nói. Mà đem tiền về được bữa, ô mừng quá, câu được bao nhiêu con lồm như má không được bao nhiêu. Đi trả rõ cho họ đó. Em ruộng rồi đó hả? Ê, rõ em ruộng á chú Linh. Cô con là người ở đâu? Dạ con ở Khánh Hòa. Khánh Hòa. Dạ. Mẹ là ở Quảng Ngãi. Khác nhau. Lúc mà con về con có nghe mẹ nói con có hiểu không? Mẹ nói như con nhớ cái đợt con mới vừa làm dâu là lúc đó là gần Tết, nguyên cậu gì chú bác gì của mẹ đó, của mẹ với ba là lại nói chuyện, là lại hỏi, thì con cũng ngồi kế bên rồi lại hỏi. Mà trong khi đó mọi người đi hết gần một câu chuyện rồi, con mới nghe một ba phần của câu chuyện đó. Rồi xong bắt đầu con đi hỏi lại, con hỏi lại chồng con, là chồng con phiên dịch ra. Như lúc đầu mà về làm dâu mẹ là mẹ kêu ra lấy cho mẹ cái bai gì á, à cái bồ mà con nghe cái gì cái bao mà kêu là lấy cho cái bồ con nói ủa lấy là cái bồ là cái gì không? Tự nhiên mẹ kêu mình lấy cái bồ để làm gì, sáng sớm mơ mẹ kêu lấy cái bồ để làm gì, con vô trong phòng mẹ con kiếm cái bồ mà không phải là chừng à, danh lấy cho mẹ cái bao để mà đựng lúa chứ không phải là cái bồ đó. Trời ơi mà nghe cái bồ bởi vậy. Cái này mà hai bà xui gặp nhau chắc vui lắm nha. Đúng rồi, hai bà xui thì nói chung gặp thì nó ít mà nó chuyện qua điện thoại đó là phải có tuần tập viên tâm dịch viên luôn á. Quyền biết sao nó chị xui mà gọi về hỏi thăm mẹ con á, hỏi chị rồi này kia có khỏe không rồi này kia sắc nào, xong bắt đầu con phiên dịch, xong bắt đầu mẹ bên này nói dạ ý là dạ mà nó thành dọ đó nha. Rồi xong má con mới kêu chứ ủa chết đi, sao má mày dọ tao chi vậy để nói chuyện mà dọ tao chi vậy. Con nói trời ơi, người ta nói là dạ chứ không phải là dọ đó. Rồi mỗi lần mà khi mà hai chị xui mà nói chuyện là bắt đầu phải có phiên dịch giống như người nước ngoài vậy đó, giống như nói tiếng nước ngoài vậy đó. Còn cái lúc mà làm lễ mà lễ cưới của con á chú biết không, là có ông cậu là bên phía mẹ là bắt đầu ông cậu nói chuyện nói một hơi, xong phía con hỏi như tụi con về là mẹ hay mua những cái đồ ăn ngon đồ này kia là để cho tụi con, nên là con cũng muốn mẹ khi mà mẹ ở nhà mẹ cũng ăn những cái món đó, những cái món mà mẹ thích mẹ hãy
ăn. Chứ mẹ đừng có tiết kiệm, tại vì giờ mẹ cũng lớn rồi, mẹ ăn uống mà nó không đủ chất rồi này kia là mẹ sẽ không đủ sức khỏe. Cho nên là con muốn là mẹ giữ gìn sức khỏe để luôn luôn sống đời bên cạnh với con cháu, vì cả đời của mẹ đã vất vả vì con, vì cháu rồi. Dạ là mẹ cũng có ba con, thì bây giờ mẹ cũng lồm, vừa lồm vừa giữ sức khỏe, cũng vừa ăn uống đầy đủ cho con chứ. Rồi vừa lao cho ba nó chứ, rồi sống với bọn con cho lâu lao để thấy con thấy cha thấy cho nên. Bây giờ cô đứng lên nào, cô với con dâu ôm nhau cái thế nào? Cô có muốn con dâu thay đổi điều gì không? Thì cô mong muốn là vợ chồng nó sống với nhau, lồm ăn nhịn nhận là cô hạnh phúc của cô nhất trên đời thật. Cho quà cô không cần ân bền với vợ chồng sống hạnh phúc với nhau, lo cho con cái là sao? Sẵn đây có chương trình đây, con cũng cảm ơn mẹ. Cảm ơn mẹ vì đã sinh ra một người con để cho con cưới làm chồng. Và người chồng nó rất là tuyệt vời. Và cách dạy con của mẹ rất là ok. Con cảm ơn mẹ rất là nhiều. Bến Tre thì trồng có trồng dừa? Có trồng dừa mà chưa có trái. Trời đất ơi, sao trồng dừa chưa có trái, còn trái gì ăn không? Hả? Không trồng dừa không ạ. Dừa không mà chưa có trái hả? Trời ơi, Bến Tre mà chưa có trái, mới trồng hả? Trồng ra được năm mấy, ở 2 năm rồi. Làm như mới mua đất mới trồng hay sao? Làm ruộng, giờ thấy làm ruộng khó quá thôi trồng dừa. Làm ruộng lỗ quá đúng không? Đúng rồi, dạ. Thôi trồng dừa kỳ này thì khá khá nha. Mấy năm mới có trái? Thường thường 3 năm. 3 năm. Chừng nào có mấy trái đầu tiên nhắn người lên Lê Lộc xuống ăn nha. Dạ, xin mời bạn giới thiệu về mình ạ. Dạ, chào MC Quảng Linh và chị Lê Lộc. Em tên là Phạm Thị Hà My, năm nay em 24 tuổi. Hà My 24 tuổi, dạ. Làm dâu được 2 năm rồi hả? Dạ, làm dâu được 2 năm. Về có trồng dừa với mẹ không? Về là mẹ trồng sẵn hết trơn rồi, chỉ chờ có trái hái thôi. Vậy là quê của My cũng ở Bến Tre luôn hả? Dạ, em cũng ở Bến Tre. Bến Tre quê hương đồng khởi. Những cô gái thần đồng là gì, đất thép thành đồng ha. Tóc dài, đầu quân tóc dài xưa đó. Bây giờ mình sẽ đến với câu chuyện mẹ chồng nàng dâu nha chị nha. Cái ngày đầu tiên mà chị gặp con dâu này đó thì chị có ấn tượng điều gì không? Thì nó vô nó uống trà sữa. Của nhà chị bán trà sữa nó hả? Bán trà sữa thì nó uống rồi thấy nó cũng coi được gái thì nó đi bằng mới học lớp 10 à, đi nó không trả tiền nó vô nó vô nó uống trà sữa thì thấy nó cũng dễ thương đó rồi mới kêu nói nó thôi có hai đứa con trai ở chiều đứa nào thì quen vậy đó làm mai cho rồi cái vô riết thì hai đứa nó mới thằng lớn á nó làm phố á rồi cái nó về nó thấy thì cái nó mới quen. Ủa sao mà nhiều cô qua uống trà sữa mà sao mình không có giới thiệu cô nào tự nhiên thấy cô này? Thấy 5-6 cô lận mà có một cô này coi được gái nhất. Nhưng mà trước đó là cô có quen bạn này trước không? Không. Không, tự uống gì đó. Vô uống trà sữa thì mới thấy coi đẹp gái. Bán trà sữa mấy năm rồi? Bán được 2 năm. 2 năm mà không có thấy cô nào được hết. Nhưng mà là gặp lần đầu tiên là cô ngỏ lời luôn hay là đã đi uống nhiều lần ở quán cô? Nhiều gì mấy lần rồi cô mới ngỏ lời. Cho uống thiếu không? Cũng thiếu mà để ý chứ. Thì thằng con nó mới đi thành phố nó làm nó về nó mới nhìn nó thấy. Dạ. Thấy thì nó tự rồi hai đứa rồi tìm hiểu quen rồi tới chừng 5 năm. Quen 5 năm. Quen 5 năm luôn hả? Vậy thấy nó có đã trà sữa không? Hay là mạnh đến nào uống trả tiền? Dạ. Về uống trà sữa của mẹ thì ngán rồi không thấy chỗ nào ngon bằng nên nghỉ uống luôn. Trời ơi. Lần đầu tiên mà khi mà My gặp mẹ đó, lúc đó là gọi là sao ta, có ấn tượng gì chưa? Lúc đó thì em còn đi học nên em vô uống trà sữa thì thấy hai cô là mẹ với cô bác ba gần nhà hai người bán chung thì thấy hai cô rất là vui vẻ, cười nói vui vẻ dễ thương lắm, cho nên là quý hai cô cho nên là ngày nào cũng vô hết á. Bán trà sữa mắc không? Dạ lúc đó rẻ rề, một ly trà sữa mà có 5.000-7.000 mà bán vừa rẻ mà vừa ngon cho nên mới vô hoài với bán mắc là giờ là đi rồi đi sao trời ơi. Thì mà dưới quê một lần là thấy mắc là đi luôn á. Rồi từ lúc mà uống trà sữa mà lúc mà chị để ý nói với cô này xong thì tới bao lâu thì hai đứa đám cưới? Thì tới 5 năm. 5 năm. 5 năm rồi mới cưới. Cứ về thì nó cũng không biết làm gì hết trơn á. Thì kêu đi chợ về kêu con lặt rau. Thì cái nó lặt rau mà nó lặt ra ngọn bí nó cắt ngang không, nó không có tước. Rồi về cái luộc sao ăn dây nhách rồi bỏ hết trơn à. Nói con này sao ra lặt rau mà nó cũng không biết lặt nữa. Đâu nó cua nó tính luộc xong để mẹ chồng vừa ăn vừa gỡ mà. Thì tới nấu con cải.
Canh cải thì tới nấu canh xong rồi cải mà nấu canh với tép á, thì sao thằng chồng nó nói ủa sao nay cái canh này nó niêm nó không có được đậm đà giống như hồi đó, cái ai vậy ăn dâu nó nói nó niêm nó bỏ đường. Canh cải nấu canh rau mà bỏ đường sao ăn. Rồi cái nó là nó gì còn có cái là nó tắm. Nó tắm nó cũng tắm lâu quá đi, nó tắm sao mà có cả tiếng đồng hồ nó chưa ra nữa. Rồi chắc nó vừa tắm vừa quay TikTok rồi mà tắm. Rồi nó tắm xong rồi nó rồi vừa ra giữa con cho nó ăn, nó ăn mà đi vòng ẵm con nó đi vòng vòng đã đời mà về nó cũng chưa ăn xong. Nó lâu lắm tắm vậy đó. Cũng lâu. Mà ăn cũng ăn lâu cũng nữa. Lâu. Đó đó. Mà nấu thì không có không ngon. Nấu chè cải mà. Sáng tạo. Thì có cái thì đi bữa thì đi quay TikTok. Đi quay tới chiều không thấy về. Tới 5 giờ chiều điện thoại xuống dưới nhà bác ba nó thì nó lội dưới ao nó tắm tẩm tẩm dưới mà nó không chìa. Nó không chìa nó giữ con cho mình nấu cơm máy vậy đó. Con giao cho bà và chồng đi tắm bơi tẩm tẩm vậy đó. Nó quay lên TikTok xong rồi nó vô xuống ao nó tắm chơi luôn à. Nó không lo nó về. Đó rồi những lần đó là mẹ mình có la không? Mẹ thấy mẹ cũng hơi giận giận thôi chứ mẹ không có la nhiều. Nhưng mà rồi có giải thích với mẹ làm sao không mà sao không chăm con rồi đi tắm dữ vậy? Dạ tại vì cái lần tắm đó là giờ chồng em ông quay xong á là chồng em thấy nước trong quá rồi bay xuống tắm luôn. Thì em nói đầu là em không có định tắm, đứng trên bờ coi thôi. Mà chồng em cứ kêu hoài kêu xuống tắm đi, mình cũng đang dao động chút xíu. Thôi bây giờ không tắm thì cũng phải đợi tắm xong rồi mới được về. Bây giờ không ấy mình xuống tắm chút xíu. Mới về xuống bơi chưa được 3 vòng nữa. Cái chị dâu trên bờ nói My ơi bà Năm kêu về cho con bú. nó muốn độn thổ. Tuột cảm xúc luôn, đang bơi sung sung quýu càng lại luôn không bơi. Tại chồng nó kêu chứ đâu phải nó muốn. Dạ đúng rồi, lần đó là chồng kêu chứ lúc đầu em không muốn. Có một lần mà mình bệnh nằm giỏng kêu con nấu cho mẹ một tô